Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Biên Hòa mới đây đã tổ chức tuyên truyền chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 30 phường xã và hội viên phụ nữ trên địa bàn. Theo đó, các chị em phụ nữ đã được đại diện phòng dân số của Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa tuyên truyền phổ biến các nội dung gồm tầm quan trọng của sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, các hoạt động mở rộng tầm soát, chẩn đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, những giải pháp để giảm nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền, các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, tình trạng vô sinh ở nữ giới, nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị, phòng ngừa hiệu quả. Buổi truyền thông đã cung cấp những kiến thức cần thiết giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp tầm soát sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giúp chẩn đoán các bệnh do rối loạn di truyền và phát hiện dị tật thai nhi để có thể sinh ra những đứa con khỏe mạnh, bảo vệ chất lượng giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng dân số.